Chào anh em, đã quay trở lại với kênh bán hàng đồ nghề Nhật Bãi của em. Anh em mua hàng thì liên hệ số điện thoại của em 0334 830 843 hoặc là kết bạn Zalo, liên hệ qua Zalo. Xem video thì bấm bấm vào chế độ HD để xem chi tiết mấy cái món hàng cho nó rõ. Rồi muốn theo dõi cái video mới thì bấm vô cái đăng ký kênh đó để theo dõi. Rồi anh em chốt hàng thì coi các thông tin món hàng đã bán chưa, coi qua bên dưới cái phần mô tả của video. Ví dụ như xem trên điện thoại thì anh em nhấn vô cái tiêu đề của video thì nó sẽ hiện ra cái phần thông tin là em cập nhật cái mua bán ở đó, những sản phẩm nào đã bán. Rồi hôm nay cái là cái video 28. Đầu tiên em có cái em về một cái máy size sinh tố nữa nè, bữa giờ được một cái, hôm nay được một cái nữa. Đây cái máy này nó có ba cái ly, máy này nó có công suất, cái ly này là cái ly to nhất. Đây ly to nhất này nó có dung tích là 450 ml nè, đây 450 ha, có lỗ nè. Cái máy này nó có công suất là 100 V, để xài điện 100 V, 100 W. Đây là hãng Nhật. Đây để em cắm điện cho nó chạy thử nha. Đây thì mở ra thì nó không có chạy được, phải nhấn cái này xuống nó mới chạy nữa. Có cái khóa đây, đây nó có cái ba cái cối nhỏ xíu nữa nè, hai cối. Anh em mở này ra, mở cái nắp đậy này ra còn luôn, rồi là xài cái cối nhỏ này hoặc là xài cái cối lớn này nhất, cối lớn nhất đó. Ok, rồi cối này thì dòng mini nên xài mấy đồ, size mấy đồ nhỏ. Ví dụ như cái này sẽ tiêu được nè. Dòng mini nó có 100 W thôi, nên em đừng có cố mà xài mấy cái đồ cứng quá không tốt. Đây. Rồi, có size mini có mã là 2801, giá 500 ngàn. Kích thước nó này rất là rộng, 28 cm, chiều ngang nó có 9 cm này. Đây mã nó nè, 2801, 500 ngàn. Tiếp theo là một cây kìm mở phe. Đây là kìm mở phe ngoài của hiệu Wiha, một thương hiệu lớn của Mỹ. Kìm này kìm Mỹ nha anh em. Anh em nhìn nó đúc cái cán, đúc cái thân nè, hép đúc luôn. Cái phe rất là nhỏ nha anh em. Em đo thử cái đầu nha. Đầu nó 0.9 ly nè. Anh em nào xài đồ cực kỳ nhỏ luôn thì rất cần 0.9 nha anh em, một ly đó. Nó mở được phe từ nè, mở được phe đường kính là 3 đến 10 mm. Để thông số cho mình biết nè,
Đây mở khoe rất là chắc. Chiều dài nó là 14 cm. Mở khoe vi ha, mở khoe ngoài. Khoe ngoài nha anh em. Có mã là 2802 giá 300.000. Tiếp theo là một cây cắt kiếm. Đây cắt kiếm dùng đá của Nhật, đá kim cương nha anh em đây. Viên đá nó đính trên đầu là rất là nhỏ. Kim cương nhân tạo thôi. Rất là nhỏ luôn. Nó cắt kiếm. Đây đầu nhỏ. Cắt kiếm Nhật có mã là 2803 giá 150.000. Chiều dài nó là 19 thôi. Tiếp theo là một cây đo hơi. Đo hơi của xe hơi nha anh em. Cái này là xài cho xe hơi thì ok. Xe máy thì khó xài một xíu. Xe máy mà nó kéo ra vậy nè. Kéo vô cái vòi. Đây, cái hàng đo nó là đến 10 kg. 10 kg nha anh em. Đo nó lên đến 10 kg luôn. 1 kg nè, 2 kg, 3 kg. Mỗi một vạch nó là 0.2 kg. 0.2 kg. Nó chia vạch nhỏ nhất là 0.2. Còn rất là đẹp luôn. Đo hơi Made in Japan có mã là 2804 giá 200.000. Tiếp theo là một cái ổ điện. Ổ điện của Nhật đây. Đây là cái ổ điện Japan. Dây là 1.25 mm khối. Mm vuông. 1.2 dây 1.2 nhân 2 nhân 5, dài 5 m nên em. Nó tải dòng 5.6A. Dài 5 m, 125V. Điện này 125V nhưng mà xài mình xài 2.2 được. Nó dài 5 m nè. Tại vì nó không có đèn ha, không có chở gì trong. Nó chỉ là dây cuộn. Đây kéo ra nè. Nó dài 5 m nè. Đặc biệt cái dây này nó rất là đặc biệt. Nó có cái số đo trên cái dây nè. Ví dụ như 10 nè, 20 nè, 30 nè. Nó đo tới 5 m luôn. Nó y như cái hước vậy. Trên ngọn dây luôn. Có số luôn. Nè nè. Số này nè. Nó nằm trên gọng dây điện luôn. Này quấn vô. Ở đây nó bị mẻ tí xíu nè. Nhưng không ảnh hưởng gì hết nè. Cắm vẫn ok. Lỗ cắm rất là nhẹ. Cắm thoải mái. Đó. Đây. Ổ cắm của Nhật dài 5 m. Ổ cắm điện có mã là 2805 giá 350.000. Kích thước nó nè. 18. 18 x 18 x 6. Tiếp theo là một cuộn dây điện của Nhật anh em. Dây điện này rất là bền, nó dẻo nữa. Cao su tốt. Cắm cũng tốt nữa. Cắm vô mình cắm đi cắm lại nhiều lần rất là tốt. Nó không bị tuôn. Đây. Cắm là chặt. Nó lỏng gì hết á. Cái dây này nó tải được đây nó có sẵn một đầu ấy cho mình nè. Mình có thể dùng tải ổ điện, cắm ổ điện. Nó tải là 7A, điện 125V, 7A, dòng 7A. Chiều dài của cái dây này là 10. Đợi em tí. Mười bốn mét rưỡi nha anh em. Chiều dài dây là 14 mét rưỡi. Dây điện 14 mét rưỡi có mã là 2806 giá 300.000. Tiếp theo một cuộn nữa là cái này cũng là một cuộn, nó có cái lỗ cắm luôn nè. 1, 2, 3 lỗ cắm trên cái cuộn dây điện luôn. Trên sợi dây điện này có 3 lỗ cắm luôn.
Đây. Cuộn này có chiều dài. Chiều dài là 9 mét rưỡi nha anh em. Nó tải được dòng 12A trên điện 125V. Mã là 2807 giá 250. Còn đây là một cuộn dây điện để vô máy hoặc là anh em câu ra cái lỗ cắm thì cũng được. Dây này nó dài 7 mét rưỡi. Nó tải lên đến dòng 14A là điện 125V. 14A. Có giá 200.000, mã 2808. Rồi cộng dây này là mã 2809, 250.000. Dây này thì dài 9 mét rưỡi. Dòng 12A điện 125V. Đây. Còn mới luôn. Nó còn tem luôn nè. 9 mét rưỡi, mã là 2809, 250.000. Cuối cùng là một cái cộng dây nguồn của cái bơm nước chìm anh em. Của bơm nước chìm. Đây, nó mới vừa sử dụng luôn nè. Cái này anh em nào máy bơm nước mà bị đứt á thì máy bơm nước thường chìm là đứt đâu có nói được. Bắt buộc phải thay dây mới. Đây là cộng dây để thay đây. Thay vô cái máy bơm nước chìm của Nhật. Rất là cần luôn. Đây, ổ cắm xịn có chân mát tiếp đất. Đây, chân có thể gập lại được luôn. Nó tải dòng 15A điện 125V, 15A. Dây rất là dày. Dây dày nè. Sợi này dài 5 mét. Có giá là 200.000, mã 2810. Và cuối cùng. Ok, cảm ơn anh em đã theo dõi cái video hôm nay. Chào anh em và hẹn gặp lại nha.